Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai tới sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ hai 22 tháng Giêng 2024. Thưa quý vị, long trời lở đất, ngày hôm qua thống đốc Ron DeSantis thuộc đảng Cộng hòa tiểu bang Florida đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, và ông cũng chính thức cho biết là ông ủng hộ cựu tổng thống Donald J. Trump. Trên một cái đoạn video ông có phát biểu và ông nói rằng là ông ngưng cái cuộc vận động của ông và chuyển qua ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Thì thực ra chuyện này người ta cũng đã nghe phong phanh từ thứ hai tuần trước, sau khi ông thua ở tại Iowa, thua cựu tổng thống Trump tới hơn 30 điểm, ở khoảng 30 điểm. Thì các nguồn tin bên trong cho biết là ngay sau đó thì ông đã tính tới cái chuyện là rút lui. Nhưng mà rút lui như thế nào trong một cái danh dự, trong một cái gọi là không bị mất mặt bầu cua. Và chiều ngày hôm qua, ông đã gọi cho những người ủng hộ ông cũng như là thông báo cho họ là ông sẽ rút lui. Và đến chiều thì trong lúc bà Nikki Haley, ứng cử viên số 3 của Đảng Cộng Hòa hiện nay thì đang vận động tại New Hampshire thì bà nhận được tin này. Và cựu Tổng thống Donald J. Trump cũng nhận được tin này. Cái điều đặc biệt là ông Ron DeSantis thông báo rút lui chỉ 48 giờ trước khi xảy ra cái cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Hampshire. Mà bây giờ chúng ta biết là chỉ còn là cuộc đối đầu giữa ông Trump và bà Nikki Haley. Ông Ron DeSantis trong một cái đoạn video nói thẳng luôn, rất rõ ràng là đa số đảng cử tri Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ đã coi như là quyết định cho ông Trump thêm một cơ hội nữa. Và tôi đã hứa là tôi sẽ ủng hộ cái người nào được Đảng Cộng Hòa đề cử và tôi sẽ tôn trọng cái lời hứa này. Và ông có cái sự ủng hộ của tôi bởi vì chúng ta không thể trở lại cái thời kỳ mà Đảng Cộng Hòa trước đây. Và cũng như là ủng hộ một cái người mà ủng hộ coi như đại diện cho các công ty, đó là bà Nikki Haley. Nghĩa là ông Ron DeSantis cũng coi như là rút lui, ủng hộ ông Trump và không quên chỉ trích bà Nikki Haley. Sau khi nghe cái tin này trong một cái nhà hàng ở tại New Hampshire, thì bà Nikki Haley có phát biểu về ông Ron DeSantis. Bà nói rằng ông có một cuộc vận động rất là tuyệt vời, ông là một thống đốc tốt và tôi mong ông nhiều điều tốt đẹp. Và sau khi nói như vậy thì thưa quý vị, bây giờ cuộc đua chỉ còn có một ông và một bà. Đó là cái lời của bà Nikki Haley nói ngày hôm qua. Xin chào anh Long, không biết có thêm thông tin gì về chuyện này hay không? Chuyện ngày hôm khi mà ông Ron DeSantis đưa ra cái chuyện mà tuyên bố rút lui như này, tôi thấy có khá nhiều điều suy nghĩ về đàn ông anh ạ. Đàn ông chúng ta thấy la lối lung tung lắm, nhưng mà đến khi mà quyết định cuối cùng hình như dũng khí chưa có đủ anh ạ. Nếu chúng ta nhìn, chúng ta thấy là cái mặt của ông Ron DeSantis ngày hôm qua nói rất là khí thế khi ủng hộ ông Trump, nhưng mặt ông hơi ngượng. Có thể nói đây là một cái sự gọi là sụp đổ của một nhân tài của Đảng Cộng Hòa. Ngày hôm qua thì tôi thấy nhiều người bảo thôi đợi tới 2028. Với 2028 thì ông sẽ ứng cử như thế nào chưa biết. Bây giờ ta đã nói là ông có thể sẽ tái đấu với lại ông Ted Cruz. Hai người mà gọi là coi như là niềm hy vọng của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà họ quên mất một điều là ông Donald Trump chưa chắc, nếu mà ông Donald Trump thắng cử, chưa chắc ông Trump cho hai người này ứng cử, bởi vì ông Trump vẫn còn hai cuộc ứng cử nữa. Bởi vì hai cuộc ứng cử trước thì ông coi là nó gian lận, nhớ cái điều đó. Nhưng mà trở lại với ông Ron DeSantis, thưa quý vị, khi mà ông bắt đầu cuộc vận động này vào năm 2024, đầu năm 2024, thì ông đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là ông là một đối thủ đáng gờm. Tất cả các cuộc thăm dò dư luận lúc đó đều thấy ông là coi như là ngôi sao đang lên, mà không những đang lên mà đang rất lên thì đúng hơn. Và ngay cả những cái thăm dò lúc đó, ông còn hơn cả ông Ronald Reagan và Barack Obama cùng thời kỳ mà khi bắt đầu tuyên bố tranh cử. Nhưng mà rõ ràng cuối cùng thì thấy rằng là ông bị thất bại. Có nhiều lý do vì sao ông Ron DeSantis thất bại và phải tuyên bố ngưng cuộc vận động ngày hôm qua. Quý vị biết là ông chi bao nhiêu tiền không? Khoảng 130 triệu đô la. 130 triệu đô la. Ông có những cái chính sách gọi là dữ dội
mà còn nói là còn hơn cả ông Trump nữa. Ví dụ trong các vấn đề, hai cái vấn đề nổi bật nhất của ông khi làm thống đốc là vấn đề phá thai và vấn đề gọi là ngăn chặn cái làn sóng của gọi là đa chủng tộc vào trong trường học, gọi là woke culture đó. Ông thay đổi những sách vở đi các thứ ở tại Florida, chúng tôi có dịp nói trên chương trình này. Tức là thay vì nói rằng là người da đen bị làm nô lệ, nó là một người khác không phải mắt xanh mũi lõ tóc vàng sợi nhỏ làm nô lệ, nói chung chung đó, xóa tan cái cụ thể đi. À, sách vở viết cụ thể thì chúng tôi không cho biết cụ thể. Với vấn đề phá thai thì ông cương tới. À, trong khi ông Trump bảo 16 tuần thì ok, ông Ron DeSantis bảo không, 9 tuần. À, ông đi dữ hơn ông Trump luôn. Nhưng mà cái điều mà người ta nói rằng là sai lầm nhất của ông Ron DeSantis đó là ông dám đụng tới con rời. Thực ra thì năm nay cử tri của Đảng Cộng Hòa lần đầu tiên họ muốn thay đổi người khác. Họ thấy những người như Ron DeSantis, một người từng đi hải quân, học trường Yale ra, rồi là con nhà là từng là thành viên quốc hội, nói chung là đầy đủ tiêu chuẩn hết. Không có cái gì mà không có đó. Nói chung là hoàn toàn một người giàu có này, có học này, con nhà gọi là danh giá này, khỏe mạnh này, đủ thứ hết đó. Thì không có lý do gì mà không làm tổng thống được hết á. Nhưng mà ông mắc cái sai lầm là dám đụng con rời. Là bởi vì trong cuộc vận động của ông, thay vì nhắm vào những cái chính sách mà ông theo đuổi, ông lại đi tấn công ông Donald J. Trump. Anh Long có nhớ ông tấn công Donald J. Trump những chuyện gì không? À, ông nói ông là người cứu tinh thứ 8. Trong ngày thứ 8, Chúa chọn ra người cứu tinh. Phạm thượng, thì phạm thượng. Lúc thời gian đó chúng ta cứ nghĩ rằng là cái thông điệp của ông Ron DeSantis là một thông điệp trên cơ. Nhưng mà rốt cuộc là ông lại càng lúc tưởng rằng trên cơ mà càng lúc ông càng đi xuống. Thì trong cái chuyện này chúng ta không biết là có nên phân tích kỹ hơn ngay trong lúc này về cái chuyện mà lý do tại sao ông Ron DeSantis đi xuống, thì nó có khá nhiều điều trong cái việc này. Thì không biết anh có muốn... Xin mời, tôi đã nói với anh rồi, xin mời anh. À. Trong chương trình Xoáy Tin chúng tôi sẽ nói về bà Nikki Haley và ông Donald Trump. Còn bây giờ chúng tôi chỉ nói Ron DeSantis only. Ron DeSantis only, okay. Nói được không? Thoải mái. Xin mời anh. Không còn ngần ngại gì. Thưa quý vị, ông Ron DeSantis khi mà bắt đầu cái cuộc đua, phải nói rằng là ông là một cái khí thế cho Đảng Cộng Hòa. Người ta dùng cái hình ảnh so sánh như thế này. Những chính sách của ông Donald Trump mà với cái sự hành động của ông Ron DeSantis là người ta nói những chính sách nó có một cái đầu thông minh. Bởi vì người ta đánh giá ông Ron DeSantis thông minh hơn, không có những cái hớ hênh như là ông Donald Trump nói ra những cái điều mà để cho bên phía khác có thể bắt chẹt vào những câu nói của ông Trump. Thì ông Ron DeSantis người ta gọi là một cái đầu thông minh trong chính sách của Donald Trump. Nhưng mà rốt cuộc những gì ông làm ra thì chúng ta thấy rằng là hình như ông chỉ muốn làm một cái phó bản, chứ ông không phải là một nguyên bản, ông không có ý kiến original. Ông chỉ lặp lại những gì ông Donald Trump đưa ra, rồi ông làm cái câu chuyện đó nó trầm trọng hơn. Nhưng mà mọi người đều thấy đây không phải là cái dấu ấn của Ron DeSantis. Mặc dù ông có một cái cuộc chiến thắng tái tranh cử ở tại chức thống đốc Florida một cái chiến thắng long trời lở đất, nhưng bao nhiêu đó không đủ đưa cho ông lên một cái diễn đàn quốc gia để trở thành một cái người mà đối đầu với lại ông Donald Trump trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Thì cái điều này cho chúng ta thấy rằng là đừng nên làm phó bản, hãy làm cái bản nguyên bản thì cái sự chú ý được gọi là nồng hậu hơn, thưa anh. Anh nói hồi nãy anh nói là phó bản, nhưng mà ông có cái đầu, ông Trump không có đầu. Tại sao cử tri Cộng Hòa mà gọi là sơ bộ không nhận ra được cái điều này? Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà tôi vừa nói đó, ông chỉ là cái người ta cảm thấy thì ông biết, chỉ lặp lại những gì biết, ông Donald Trump thôi. Biết, biết, không cần phải nói, anh nói một lần là chúng ta hiểu. Tức là những gì ông Trump ông nói, nhưng mà anh nói là ông có cái đầu, ông Trump không có đầu. Tại sao người ta chọn ông Trump? Đó là cái điều thắc mắc. Cái điều đó tôi cũng thắc mắc. Đó là cái điểm chính. Là bởi vì sao, thưa quý vị? Tôi muốn trở lại cái điểm là gì? Ông Trump đã chọn ngày thứ 7 rồi. Trong cái lịch đó, nó không có ngày thứ 8. Mà ông Ron DeSantis dám chọn ngày thứ 8. Thứ nhất là ông phạm thượng, dám đụng đến con rời. Con rời chỉ có một thôi, không thể có hai. Cái thứ hai là ông chọn cái số 8. Làm gì có ngày thứ 8? Tôi không biết ai là cái người mà cố vấn cho ông Ron DeSantis, xin nói thẳng luôn, rất là ngu xuẩn. Ngay cái đó là thua rồi.
cử tri MAGA ta biết ngay, trời ơi, thượng đế sai có con một của ngài xuống mà bây giờ ông bảo là ông là con khác, chẳng khác nào ông là thượng đế đi ăn phở à? Có đúng không? Xúc phạm lớn, không những xúc phạm ông Trump, xúc phạm cả thượng đế luôn. Đó là ông Ron DeSantis, nghĩa là đưa ra cái hình ảnh là từ trên trời rơi xuống mờ mờ ảo ảo là này kia ngày thứ 8 vân vân và vân vân. Cái đó là cái gọi là chính sách của cái vận động ngu xuẩn phạm thượng. Thì cái người mà MAGA đại đa số là người tin lành sẽ không bao giờ tha thứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông đã bỏ lỡ cơ hội khi mà Đảng Cộng Hòa thắng không lớn và thua đậm năm 2022 trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tụi nhớ lúc đó Đảng Cộng Hòa chỉ thắng được có mười mấy ghế thôi, trong khi mất thêm một ghế ở tại Thượng viện. Thì lúc đó là cái lúc mà ông Trump xuống tận cùng bằng số. Chưa kể ông Trump là đang bị truy tố này kia các thứ, rồi là ăn bánh trả tiền, rồi bướm đủ thứ ấy. Nhưng mà ông Ron DeSantis đã không bắt lấy cơ hội đó. Đã quánh là phải quánh tới luôn, quánh lưng chừng nó nhảy qua vụ phá thai với cái vụ mà quốc cao trở. Tào lao chỗ đó, quánh là quánh. Nhưng mà người ta có lẽ là bởi vì ông không dám quánh hết là bởi vì sợ. Sợ thì đừng có ra. Yêu ra gió mất 130 triệu đô la, không ra cái gì cả. Ông còn những cái gì nữa trong cái chuyện này chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau một quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SBTN. Thưa quý vị, rốt cuộc Thái tử đỏ Ron DeSantis phải chịu thua ông Hoàng đế Lưu Vong. Được không? Nói như vậy được không anh? Ông Hoàng đế Lưu Vong sống ngay trên đất Florida của mình. Ông thống đốc của tiểu bang Florida là phải chịu thua ông Donald Trump. Và ông đã tuyên bố như trong cái chuyện này. Và ngay từ đầu như chúng tôi tường thuật cho quý vị trong phần đầu tiên là ông Ron DeSantis có những cái cú khởi mào khởi đầu phải nói rằng là rất là ngoạn mục, từ cái đoạn video clip là người thứ 8 từ Chúa sai đến bảo vệ để mà đánh đi cái chuyện là I'm the chosen one của Donald Trump. Nhưng mà ông Ron DeSantis trong thời gian vừa qua ông đánh cái kiểu gọi là ông không đánh tổng lực mà ông chỉ chích thân nhau, chích xong rồi chui vào trong hang, chích xong rồi chui vào trong hang. Đúng rồi. Chính vì cái lối đánh chập chờn như vậy, ông không có tạo được một cái khí thế gì cả, mặc dù rất nhiều người Cộng Hòa thuộc loại là hữu, cực hữu, họ rất mong một cái gì đó thay đổi. Họ muốn ông Ron DeSantis, nhưng mà rốt cuộc ông Ron DeSantis. Bây giờ tôi mới thẩm ngẫm nghĩ lại anh Dũng. Hình như từ đầu đến cuối cuộc tranh cử, ông Ron DeSantis chỉ muốn làm phó tổng thống thôi. Chứ ông thật sự không dám. Bây giờ ngay khi ông rút lui mà cũng không có làm một cái ngón đòn gọi là chơi đẹp trên với phụ nữ, rút lui xong rồi lại đi ủng hộ cho ông Donald Trump, thế là thế nào? Không, tại sao ông không im lặng một cách rút lui? Không, giống như ông Chris Christie chẳng hạn, tôi không ủng hộ ai hết, tôi rút lui là tôi rút lui. Bây giờ rút lui xong còn đi ủng hộ ông Donald Trump. Ông nhiều người rút lui ủng hộ ông Donald Trump lắm, chứ không phải mình ông Ron DeSantis. Ví dụ ông Tim Scott nè, của South Carolina nè. Ông đó là một câu chuyện khác nữa. Không, vì mỗi người có một câu chuyện, nhưng mà tại vì anh nói cái chuyện mà rút lui ủng hộ đó. Yeah. Là hầu hết những người mà rút lui và ủng hộ ông Trump rồi họ đều mong là có được cái chức phó tổng thống. Ông Vivek Ramaswamy cũng vậy luôn, cũng rút lui ủng hộ ông Trump. Thấy không? Cái chuyện đó thấy rõ là họ tính toán chính trị hết. Nhưng mà tôi muốn trở lại trong Ron DeSantis đó. Cái chuyện mà rút lui rồi ủng hộ người khác là tấn công bà Nikki Haley là chuyện chính trị, bắt buộc họ phải làm như vậy, đúng không? Mà trở lại cái chuyện ông Ron DeSantis tại sao thất bại. Tôi muốn nói cái chuyện ông thất bại chỗ nào. Năm 2022 quý vị nhớ là khi mà Đảng Cộng Hòa thua te thua, mà lỗi thua là do ông Trump. Và chính bà Nikki Haley cách đây 2 ngày cũng xác nhận cái điều đó. Và tất cả chúng ta đều thấy, không phải không ai thấy, không thấy. Trong khi đó ông Ron DeSantis năm 2022 thắng như chè tre, đại thắng luôn. Ở Florida, chính ông nói tôi thắng với cái mức độ khác biệt tỷ lệ chưa từng có trong lịch sử Florida, một thống đốc nào trong hiện đại
mà thắng hơn 20 điểm như ông. Mà ông thắng ông là cựu thống đốc chứ đâu phải giỡn đâu. Ông Trump đang đi xuống, ông đang lên, thế mà không dám đụng vô. Cái đó là cái sai lầm mà ông cũng đã đụng với ông Trump trong vấn đề Covid-19, anh nhớ không? Cái vụ Covid-19 nó đụng lớn lắm. Nhưng mà cái giờ của ông á, thứ nhất là như anh Long nói, thưa quý vị, đánh mà không dám đánh hết, bởi vì sợ. Sợ MAGA, sợ MAGA. Rồi khi mà ông bị ông Trump tấn công lại, dùng gọi là personal tấn công, ông lại không dám nói ông Trump. Cái đó cái giờ nữa, thứ hai. Ông Trump đã từng chọc quê ông này mà, anh đi giày cao gót, để anh cao, có vẻ nhìn cao hơn người ta. Ông Trump là chuyên trị những cái chuyện ông quánh, quánh hay luôn. Nghe không? Ông chuyên luôn đặt cho người ta một cái biệt hiệu nè, hay là chỉ trích cái bề ngoài của người ta này. Ron DeSantis là bị nó là đi giày, đi bút, có vẻ giống cao bồi. Xin lỗi vì cao bồi ta nghĩ tới sợt, chứ ai nghĩ đến Florida. Ông cũng đi bút, rồi là đi gót cao hơn luôn. Không biết có hay không thì không biết, nhưng mà bị ông Trump cho quê mà ông không dám chọc ông Trump là chuyên gia bắt bướm. Mà cái hèn nữa của ông Ron DeSantis là ngay trên cái ngày mà bà đầu tiên tranh luận, ông lại không dám chỉ trích ông Trump trong cái chuyện bầu cử gian lận và cái chuyện mà tấn công vào tòa nhà Quốc hội. Anh thấy không? Anh không có gắt. Như ông Trump đó, người ta biết ông con người như thế nào rồi. MAGA biết ông như thế nào rồi. Xạo này, xạo trá này, thấy không? Lươn lẹo này, người ta biết rõ không ai. Tới ông Ron DeSantis, một nhà lãnh đạo tương lai của nước Mỹ mà không dám nói tới cái bậy của ông Trump. Ngay trên cái sân khấu đã nhớ không? Anh gật đầu không, người ta không biết, tại khán giả không nghe tiếng kêu. Đó. Chúng ta nhớ cái buổi mà tranh luận đầu tiên đó. Khi mà hỏi, ông Ron DeSantis không dám nói. Cái đó là cái thất bại. Tôi nhớ hai người duy nhất chỉ trích ông Trump là ông Christie và ông Asa Hutchinson, thống đốc của Arkansas. Thì cuối cùng hai ông này cũng rất rất đài, nhưng mà người ta có cái danh dự. Ông Ron DeSantis không có gật đó, không có sự can đảm đó. Đáng lý ngày hôm đó ông Ron DeSantis phải nói là ông Trump đã sai khi tấn công vào tòa nhà Quốc hội và không xứng đáng làm tổng thống. Phải nói như thế. Thành ra thưa quý vị, người ta nhìn vào cái người lãnh đạo, nó phải có một cái gì đó gọi là đặc biệt. Cái chuyện mà trên trời sai xuống là sai rồi, bỏ qua bên. Bây giờ tới cái chuyện đứng trên sân khấu mà không dám nói ông Trump là một tổng thống, nghĩa là bê bối trong cái chuyện mà nói là bầu cử gian lận và tấn công vào tòa nhà Quốc hội, thì anh hỏng. Đó là hai cái chuyện tôi xin nói cho anh như thế. Sau này ông có nói, nhưng mà sau này không còn là một cái cú đấm mạnh nữa, mà chỉ là khều khều. Khều khều sau này ông có nói. Nói đâu? Sau này những cái cuộc tranh luận sau này ông có cũng có lên tiếng lên án ông Donald Trump về cái chuyện ngày 6 tháng Giêng, nhưng mà lúc đó chỉ khều, không. Chứ không còn ông mất khí thế. Cái vấn đề ở đây sau đó người ta không chú ý ông nữa rồi. Dạ. Anh nên nhớ cái cuộc tranh luận đầu tiên người ta chú ý nhiều, lúc đó số người coi đông hơn. Ngay từ đầu đó là chúng ta thấy rằng là ông Ron DeSantis coi như là ông có một cái tính là tôi nghĩ rằng là tính già hóa non. Ráng làm sao mà quơ cào được những cái nhóm cử tri MAGA của ông Donald Trump. Nhưng mà tôi nghĩ ông quên mất một chuyện là thật sự có lẽ là cái cuộc chiến thắng năm 2022 ở tại Florida của ông là những cử tri Florida ở đó họ bỏ phiếu cho ông là vì ông là phiên bản của ông Trump. Thấy ông giống ông Trump. Và cử tri Florida họ chuộng ông Trump, cho nên họ bỏ phiếu cho ông Ron DeSantis. Bởi vì những cái chính sách, thí dụ như là cái chuyện mà Covid-19, ông này còn đi xa hơn ông Donald Trump trong cái chuyện là thôi dẹp luôn, không có cần phải cách ly, không có cần đeo không khẩu trang, không chích chiếc gì hết. Nhưng mà vẫn lén gì khởi thuốc chích ngừa cho những cái địa hạt bầu cử mà bỏ tiền cho ông. Nhưng mà những gì ông Ron DeSantis làm được là nằm dưới cái bóng của ông Donald Trump. Cho nên khi mà ông thật sự ra đối đầu với ông Donald Trump, cái điều là ông cũng không dám dỡ cái váy của ông Donald Trump để ông chui ra luôn. Ông vẫn núp trong cái váy của ông Donald Trump để ông đánh, thì làm sao ông đánh được ông Donald Trump. Đó là điều mà chúng ta thấy trong ông Ron DeSantis. Nhưng mà cái chuyện này nó làm cho chúng ta nghĩ một cái chuyện xa hơn nữa là với một cái phong cách như vậy, liệu rằng là người dân Mỹ có trust ông để ông đi ra một lần nữa tranh cử năm 2028 hay không? Anh nghĩ sao? Bây giờ một người đã, người ta thấy rằng là không đủ bản lĩnh như vậy rồi, thì làm sao mà đi ra được năm 2028? Chúng ta sẽ chờ xem ông làm gì từ giờ đến 2028, bởi vì ông làm thống đốc tới tháng Giêng 2027 là ông phải ngưng. Ông sẽ không được ra ứng cử nữa. Ông sẽ có một năm để vận động cho năm 2028, thì lúc đó không biết là tình hình đã như thế nào.
Mặc dù nhiều người nói rằng là ông vẫn còn trẻ, mới bốn mấy tuổi vẫn còn triển vọng, nhưng mà tôi e rằng là không biết như thế nào. Nếu mà ông Trump thắng cử thì mấy ông này chắc cũng khó có cửa mà lên. Bởi vì nếu mà đưa tôi đưa con tôi lên, tôi đưa cho mấy anh lên, mấy anh đừng có tưởng bở. Thì đó là câu chuyện ông Ron DeSantis bất ngờ mà không bất ngờ rút lui khỏi cuộc chơi. Thì ngày hôm qua bà Nikki Haley có phát biểu, sau đó thì bà có nói với cái chuyện là cái câu quan trọng bà nói "May the best woman win", tức là bà hy vọng là bà sẽ thắng cuộc bầu cử vào ngày thứ ba tới đây ở tại New Hampshire. Bà có thắng hay không thì thực sự ra cũng rất là khó. Và chúng ta biết là cái số cử tri của ông Ron DeSantis sẽ ủng hộ ai như thế nào. Thì trong chương trình Xoáy Tin chúng tôi sẽ nói sâu thêm cái chuyện này, tương quan lực lượng giữa bà Haley và ông Donald Trump. Nhưng mà ngày hôm qua thì bà Haley có thắc mắc cái chuyện hình như là về vấn đề sức khỏe tâm thần của ông Trump không anh? Dạ. Yeah. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm thứ bảy. Thứ bảy, dạ. Yeah. Bà Nikki Haley có đưa ra cái chuyện rằng là cái vấn đề là sức khỏe tinh thần của ông Donald Trump như thế nào. Bà nói rằng là ông này bắt đầu lãnh. Và ông Donald Trump đã biểu hiện cái chuyện lẫn đó bằng cách là liên tục ông Donald Trump chỉ trích cái người mà ngày 6 Tây Tháng Giêng không có làm cái nhiệm vụ bảo vệ quốc hội. Đúng ra ông muốn nói bà Nancy Pelosi, nhưng mà rốt cuộc toàn bộ những gì ông Donald Trump nói, ông chỉ nhắc chỉ có một tên, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley là cái người không chịu bảo vệ quốc hội ngày 6 Tây Tháng Giêng, tôi đã cho bà 10.000 quân mà bà từ chối. Cái chuyện đó làm cho người ta, ủa, hai cái người mà hoàn toàn khác biệt nhau hoàn toàn, hai người mà đứng về hai chính kiến khác nhau, hai đối thủ chính trị mới khác nhau, mà ông Donald Trump cứ nói liên tục là chỉ có một người mà thôi. Thì người ta thấy hình như ông này bắt đầu lẫn. Thì bà Nikki Haley, bà mới lên tiếng và nói là bà đặt câu hỏi về vấn đề tình hình sức khỏe tinh thần của ông Donald Trump. Mời quý vị nghe. With two fellas that are going to be president in their 80s? And that's not ageism that I'm saying here. We see that Biden has changed so much over 2 years. But last night, Trump is at a rally. And he's going on and on mentioning me multiple times as to why I didn't take security during the Capitol riots. Why I didn't handle January 6th better. I wasn't even in D.C. on January 6th. I wasn't in office then. They're saying he got confused, that he was talking about something else. He was talking about Nancy Pelosi. He mentioned me multiple times in that scenario. The concern I have is, I'm not saying anything derogatory, but when you're dealing with the pressures of a presidency, we can't have someone else that we question. Thì thưa quý vị, cái câu cuối cùng bà tính nói ra đó là chúng ta không thể nào mà chúng ta chọn một người vào cái chức tổng thống, bởi vì cái nhiệm kỳ tổng thống vô cùng căng thẳng. Chúng ta không thể nào chọn một người mà có vấn đề sức khỏe tâm thần vào cái vị trí đó. Thì phải nói bà Nikki Haley đưa ra một chuyện mà vô cùng quan trọng mà bà đã nói ngay từ đầu khi bà tranh cử, là vấn đề tuổi tác của các ứng cử viên. Câu chuyện này tiếp tục như thế nào? Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.